Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình đây. Hôm nay mình sẽ chơi sau tự kiện hợp rồi thì chơi game lần trước đây. Lâu quá nhờ. Mình xuất chương 1, ok. Ôi, có gì kìa. Giật này cả mình. Ôi trời, xem lấy ra không nhỉ? Có hai cái đầu người đây kìa. Oh my god. Một cái cầu chì này. Con chuột nhỏ ấy bạn. Lấy con dao. Không có gì không đây. Xem đây này. Không có gì nhờ. Phim thôi mà ra chẳng có gì. Oh hello, kinh ông này kìa, hợp hạn. Trời ơi. Oh mình xin có được kìa. Ôi trông gớm thật. Thị trường này đang bị con nhện này nó cắn. Rồi. Ôi trời ơi, nhìn trông tội nghiệp thật. Oh, máu đầm đìa luôn kìa. Thôi, mình sẽ chuyển qua game khác nhé, sở thích chiều 3D đây. Trường chơi về chơi màn này đi nhá. Đó. Oh, hôm nay thì mình sẽ cho một cho cô giáo một màn cho cực kỳ là bá đạo luôn á. Tôi đang ngắm mình trong gương. Tôi nghĩ mình đẹp lắm nhưng mà mình rất giống một con phù thủy. Rồi, cô ấy không biết đi đâu ấy. Thì xuống đi lên đây. Ồ cô ấy đang lên xuống rồi.
Wow. Thì ra ngoài chơi nhá. Ui. Đây là đang ở trên tầng đây. Ô. Có con lòng nước đây. Ồ, uống nước. Ồ, oh, sao nó hiện ra này nhỉ? Ồ, oh, bị lỗi. Bị lỗi các bạn ơi. Sớm biết chừng bây giờ bị lỗi kìa. Ồ, oh. Ôi trời ơi. Đầu chóng lóc luôn kìa. Where did all of my air go? How will I be crowned Miss World now? Chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhá. Đây, Zombie ở bên đây. À, mình được hộp quà này. Được cái gì đây? Ok, mà hộp có báu. Ui, trời ơi, được 350 xu bọn. Online, no. Xem có mạng không? Đây, mình sẽ chơi zombie khổng lồ ấy đi. Oh. 10 năm đi. Bùm. Ô. Oh. Chết rồi. Bùm. Trời ơi, mới có tí máu bọ. Tí thì trúng đầu. Hai hai nhá, hai hai nhá chúng ạ. Bùm. Trời ơi, gãy chân rồi. Xin chúc mừng. Ôi. Lần này chơi hai tư đi. Ôi trời ơi. Rồi, bắt đầu được rồi. Ôi rồi, vỡ đầu luôn. Chúng ta xem con nào xem là rẻ tiền ông mua để con nhờ. Con nào bắn bằng vàng ấy. Ô, 15.000. Oh my god. Con ninja 30.000. Ê, con này thì sao? Đó, chỗ này nhá. Headshot. Ở gần này bắn dễ nhỉ các bạn nhỉ. Bùm.
Rất xôn luôn. Chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhá. Gianni. Bầu trời đêm anh ở đâu bên cạnh em ít phút được không? Rồi ok, mình lại chiến đấu với bà ma này. Oh yeah. Oh, bà ấy vẫn đang đuổi mình kìa. Hello, hello bà ma. Chị theo lên nhé. Rồi đây là mảnh ghép khẩu súng thứ hai. Lần này chắc là lấy khẩu súng nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Mình còn thiếu một mảnh nữa thôi. Mình sẽ đánh lừa bà đấy nhá. Cho bà đi ạ, đấy. Đấy, xuống đấy. Cái này là cái đồ thịt cay các bạn. Rồi, bà đang đâu? Tới đây nào. Mình sợ bé đâu. Chắc là đang ở trên đây ấy. Ồ, đặt bẫy kìa. Ui, bẫy. Cái bẫy đặt đầy bẫy đi. Bây giờ mình đã như là ok, được một đợt khẩu súng này nữa rồi. Mình chờ bà ấy ở đây trước nhá. Kiểu gì bà cũng xuống đây này. Đấy, đấy, mình nghe thấy tiếng bước chân rồi. Chậm chạp, chậm chạp. Ok. Bùm. Thấy gì chưa?
Mình nạp thêm một viên đạn nữa nhá. Trời ơi, ấy, mồm bà trông gớm thật. Xem kỹ mồm bà đấy à. Cho viên đạn vào mồm nữa này. Ồ, đây là cái bẫy của bà đấy này. Ơi trông gớm. Ừ, vợ hỏng luôn cả bẫy luôn. Ôi, mình sẽ chuyển qua game khác nhá. Chờ hàng game chán. Rocket Buddy này. Một chiều mưa trôi anh thấm bao nỗi sầu. Ok. Mình chơi level 124 rồi. Come on. Boom. Chỉ cần sẵn đây nhá. Đó, 1, 2, 3. Rô, không. Oh. Chết rồi. Bây giờ phải làm cái nào ấy nhỉ? Đây. Cũng được nhờ. Rồi. Ây chà. Ôi giời ơi. Bây giờ bắn đi đâu rồi nhỉ? À rồi, ok. Bây giờ sẽ làm gì đây? Sẽ móc méo kiểu gì đây? Ông kìa. Ta và 52. Boom. Rồi. Qua game tiếp theo đây mà. Đây game Subway Super. Đây có rất là nhiều vàng lên kia các bạn. Đó, mình cố ý để cậu để cho mình cho các bạn. Đây là quả chưa đây, có chuyện bắt tin. Wow.
Ôi, chữ T này vậy. Các bạn nhớ xem video của mình thì nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ kênh mình nha các bạn nhá. Ôi. Ôi, chỗ bên đây vui quá nhờ. Đây là cái gì đây? Sao vậy, ông kể phát trên không được xe nghiến nhỉ? Chị ơ rồi, bây giờ chết. Thôi, mình sẽ dừng tính tại đây. Mình sẽ dừng clip ở đây, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Thank you các bạn rất là nhiều.